Xin chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay thì cửa hàng em lên sóng gửi tới các bác một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi đời khá là cao anh chị nhé. Đây là một mẫu Kia Carel sản xuất vào năm 2013, đời cũng rất là ok phải không ạ. Và đây là một mẫu xe số tự động, động cơ là 2.0 anh chị nhé. Thì chiếc xe này thì có một nước sơn màu xám lông chuột. Và chiếc xe này em cam kết cho anh chị và các bạn là không có tai nạn đâm va hay ngập nước gì cả. Xe rất là căng đẹp luôn. Với tầm tiền anh chị và các bạn chỉ cần bỏ ra nhô 300 một chút thôi là chúng ta có thể sở hữu ngay mẫu xe này về đi trong gia đình, cực kỳ thuận tiện và đi rất là êm nhá. Biển số 38A06245. Chúng ta nhìn về một vòng form xe này, đời 2013, xe nhìn cảm giác còn rất là mới luôn. Và Oro của nó chạy chỉ có 10 vạn chuẩn theo xe. Và cam kết cho anh chị và các bạn là máy số còn zin. Đấy, chúng ta nhìn tổng thành form này. Xe thì chỉ có một vài điểm, 1 đến 2 điểm rất là nhỏ, xuất soát dăm thôi. Còn đâu là căng đét cả xe hết anh chị nhá. Đấy, đời 2013. Với thế hệ form của Kia Carel đời 2013 này thì chúng ta nhìn thấy là gương của nó là có tích hợp, đấy, tích hợp xi nhan anh chị nhé. Đấy, và đèn của nó thì rất là sáng và mới luôn, có giải đèn led ban ngày này. Đấy, cái cản ca răng của Kia Carel thì cực kỳ đặc trưng rồi. Đây chúng ta nhìn này, xe rất là đẹp. Đấy, sơn xi thì căng đét luôn nhé. Và một dàn lốp của em nó còn rất là mới luôn. Anh em mua con này về là không cần phải đụng chạm gì lốp cả. Lốp của xe là R17. Cũng khá là to phải không ạ? Chúng ta nhìn này. Đằng sau xe thì có một bộ ốp. Đấy, đi vào ban đêm nhìn nó sáng rực hết lên, nhìn rất đẹp luôn. Có camera lùi đầy đủ hết rồi. Đây lốp này anh chị. Xe là toàn bộ về hệ thống thân vỏ là cam kết cho các bác là còn zin nhá. Đấy, còn về nội thất thì em cũng sẽ quay cho các bác xem qua chi tiết đây. Đời 2013 anh chị nhá. Cánh lái keo chỉ vẫn là zin này. Đó. Những con ốc này chưa mở này. Đấy, đây những con ốc hoàn toàn chưa mở này. Xe có trang bị hình như là hai túi khí chị nhá. Đấy, Carel đời 2013 là trang bị hai túi khí chứ không phải là một túi khí như phiên bản đời 2009-10 đâu ạ. Và ghế chỉnh điện này, đó. Và đặc biệt là Carel đời 2013 này là ghế da của nó là ghế da zin nhá, nguyên bản theo xe này, đó. Xe còn khá là đẹp luôn. Đây, hàng ghế sau xe thì chúng ta có thể ngồi được 3 người ngồi. Với tư thế ngồi rất là rộng rãi. Nội thất ghế da vẫn còn zin. Đó, tắp ni sau. Keo chỉ là zin hết nhá anh chị nhá. Con này anh em mua về là chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Chúng ta không cần phải bảo trì bảo dưỡng hay là làm bất cứ một hạng mục gì dù là nhỏ nhất nhé. Đó, nguyên bản. Chúng ta có thể gập hàng ghế người ngồi thứ bảy lại thì nó là cái không gian khá rộng rãi để cho chúng ta có thể để đồ bên trong mỗi khi mà chúng ta có nhu cầu. Chỉ cốp sau xe là zin hết. Ốc chưa mở này. Đó. Hai phần chi tiết máng nước ở đinh tán còn nguyên bản hết. Đây em sẽ cho anh em sang bên phụ để chúng ta xem qua về nội thất của em nó nhé. Đây củ số này vẫn còn rất là nguyên bản và đẹp luôn. Xe có trang bị điều hòa ô tô nhé. Đó. 4 tổng nâng hạ kính điện. Đây keo chỉ này, zin anh chị nhé. Đó. Đây, những con ốc này hoàn toàn là chưa có tháo rỡ ra.
Đấy. Xe nguyên bản luôn. Chỉ cần nhô 300 thôi. Nhô 300 một chút thôi là chúng ta có thể rước được em nó về rồi. Với cái dòng Karen này thì nó có cả cửa gió điều hòa sau xe nữa này. Đó. Cửa sổ lóc này. Và trần của nó chúng ta nhìn vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe nhá. Nó không gian rất là rộng rãi luôn, ở cửa tiền nhô 300 một chút, đời khá cao. Karen đời 2013. Quý vị anh chị và các bạn nào chúng ta đang quan tâm và đang có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe này về để đi trong gia đình thì anh chị và các bạn hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối cho em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị và các bạn cùng xem về mẫu xe này nhé. Và cửa hàng em thì có trao đổi xe, thì nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu muốn lên đời xe và trao đổi xe thì anh em có thể alo cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé, để chúng ta còn cùng tính đến bài toán là trao đổi. Đây, vô lăng của nó này còn như mới luôn vì em nó chạy được có 10 vạn. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp. Euro 10 vạn nhé. Màn hình Android, camera hành trình đầy đủ, camera nùi đầy đủ luôn, không thiếu một thứ gì. Đó. Những chi tiết của phần hộp số này là chưa có đụng chạm gì cả. Máy nổ cực êm. Máy của em nó đây. Em cam kết cho các bác là máy số con này vẫn zin nhá. Phần chi tiết mặt máy này. Đấy. Chi tiết mặt máy này nó vẫn còn zin luôn, chưa có ra. Đó, chân máy là vẫn nguyên. Đời 2013 thì đời rất là cao rồi. Con này thì chắc chắn là anh em có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của động cơ cũng như là hộp số. Ốc cabo chưa mà. Keo chỉ zin hết, không mất một phân nào cả. Đó, không va chạm tai nạn đâm đụng nước. Đây. Phong máy của nó nhìn cái da máy của nó vẫn còn rất sáng. Thực sự là còn rất sáng luôn. Nguyên bản không có một dấu hiệu gì để anh em có thể lăn tăn nhá. Chúng ta nhìn này, form vẫn rất là ok và đời khá cao. Và bây giờ thì rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ salon bên em nhé. Chào tất cả các bác.